Trung tâm Y tế quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn quận vừa ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ, nam giới 22 tuổi, đang tạm trú tại phường 2. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 10, thanh niên này đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ. Sau khi nhận được thông tin ca bệnh, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khỏi bệnh. Như vậy, đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, gồm cả 2 ca bệnh nhập cảnh từ Dubai vào tháng 10 năm 2022. Những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh là có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ nhưng không giải thích được. Có một hoặc các triệu chứng như đau đầu, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, đau cơ, đau lưng, mệt mỏi.